Hello, xin chào anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin thị trường của chúng ta ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 25 tháng 1. Hôm nay thì thị trường vẫn thế thôi, vẫn giao dịch rất là ảm đạm, giống như là cái tình hình những cái tiểu thương họ bán quất đảo ngoài phố vậy. Ngày hôm nay thì em cũng có đi mua một số những cái thứ sắm Tết trước, như cái cây quất thì thấy là các bác bảo là tình hình rất là chán, rất là buồn, ế ẩm, mọi người chưa đi mua sắm mấy, đúng không ạ? Thì cũng giống như là thị trường ở thời điểm hiện tại. Khi mà người người nhà nhà đang có cái tâm lý đó là bán đi hoặc là không giao dịch nhiều, đúng không ạ? Để ra Tết hoặc là đợi thị trường có sóng. Hôm nay chúng ta có thể thấy được rằng là cái thanh khoản của thị trường rất là thấp. Đâu đó loanh quanh là khoảng 11.300 tỷ, đúng không ạ? Quanh 11.300 tỷ và có cái sự co giật ở trong phiên, đúng không ạ? Co giật nhất định ở trong phiên. Và cũng giống như là những gì chúng ta cùng phân tích trong cái phiên ngày hôm qua thì thị trường đã điều chỉnh 4 phiên rồi và nó về được cái vùng hỗ trợ mạnh là cái vùng 1.160 đến 1.170 lấp cái gap này khi mà thị trường mở ra. Đó, thì anh chị có thể là thấy được rằng là ngày hôm nay sẽ là một cái phiên đẹp nhất để chúng ta có thể là mua chiết đinh T cộng, mua chiết đinh T cộng ở cái nhịp này, ở cái nhịp mà thị trường của chúng ta nó điều chỉnh này, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy được rằng là đây nó cũng khá là giống cái giai đoạn này. Anh chị có thể thấy là khi mà thị trường của chúng ta đi lên và tạo gì ạ? Thứ nhất là một lần điều chỉnh này, lần điều chỉnh thứ hai này, đúng không ạ? Và lần điều chỉnh thứ hai này thanh khoản nó cũng rất là thấp này. Đấy thì trên cái đường thị trường lên của chúng ta nó cũng có gì ạ? Một lần điều chỉnh này. Đấy, lần điều chỉnh thứ hai, đúng không ạ? Và cái lần điều chỉnh thứ hai thì cái thanh khoản của nó cũng rất là thấp. Thanh khoản thấp là gì? Đúng không ạ? Thanh khoản thấp là số người lượng người mua và người bán đều ít. Đấy. Và ngày hôm nay tuy là một cái phiên điều chỉnh thứ tư rồi nhưng mà cái thanh khoản của thị trường nó không có quá nhiều, nó chứng tỏ là cái lực bán của chúng ta gì ạ? Nó đã vơi đi rất là nhiều so với ba phiên điều chỉnh trước. Đấy, so với ba phiên điều chỉnh trước thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt của thị trường ở trong cái giai đoạn này. Đó, hôm nay thì chúng ta vẫn chủ chốt là tham gia vào những cái mã cổ phiếu ngân hàng dạng như là cổ phiếu MBB. Đúng ạ? Cổ phiếu MBB. Đây, cổ phiếu MBB khi mà nó đâu đó nó về đến cái vùng giá là 21.7. 21.7 đến 21.8 là chúng ta có tham gia cổ phiếu MBB và diện và cổ phiếu CTG cũng tham gia đâu đó khi nó về quanh cái mức là 31.7. Đấy, và một cổ phiếu nữa là cổ phiếu TPBank. Ngày hôm nay nó về cái đường MA20. Đấy, tuy mà đóng cửa thấp nhất phiên nhưng mà thanh khoản nó cũng rất là thấp đi rồi. Cổ phiếu này thì nó đánh khá là khó chịu nên là gì ạ? Nên là chúng ta sẽ phải kiên nhẫn. Đấy, nó về hỗ trợ rồi, đúng không ạ? Nó về hỗ trợ rồi. Thì gì ạ? Chúng ta kiên nhẫn với những cái mã cổ phiếu dạng như này bởi vì nó đánh nó khá là khó chịu. Đấy. Thì ngày hôm nay ngoài những cái mã cổ phiếu ngân hàng mà chúng ta tham gia thì hôm nay có những cái mã cổ phiếu khác nó nổi bật ở trong phiên, đó là cổ phiếu FLT. Cổ phiếu này thì nó ngày hôm nay nó trần rất là nhanh khi mà nó có một cái lệnh đâu đó là khoảng tầm đâu nhỉ? Em xem lại nào, cái lệnh đây 163.000 này. Hình như là cái lệnh này. Đấy, cái lệnh này làm cho FLT trần trong vòng khoảng độ tầm vài phút là nó đã trần rồi. Đấy, nó đã trần rồi và là một cái phiên khá ấn tượng với FLT, một cái phiên rất là bất ngờ đối với FLT. Đó, khi mà thanh khoản nổ rất là lớn, đấy, đánh liền trong một lúc luôn. Đó, cách độ khoảng tầm 1 2 phút thôi là đã thấy nó trần rồi, từ 2% 3% lên đến trần rồi. Đấy, thì con này anh chị nào có thì chúng ta có thể là giữ thôi, vẫn tiếp tục giữ khi mà dòng tiền vào tốt như này. Hoặc là NTL, đúng không? NTL ngày hôm nay có một cái phiên mở gap lên rất cao. Con này là hình như là có tin kết quả kinh doanh hay là lợi nhuận đấy anh chị nhá, thì nó mới diện nó mới tăng mạnh như này đấy, nó mới tăng mạnh như này và con này thì chủ đạo vẫn là trong cái xu hướng sideways hướng lên đó, sideways hướng lên đấy, thì bao giờ nó thoát khỏi cái xu hướng này thì diện thì chúng ta mới có thể là có những cái nhận định mới, còn hiện tại khi mà nó vẫn đang ở trong những cái hộp này thì diện chúng ta chưa thể biết được, nó cũng dạng như là nam kim hay hoa sen mà nó vẫn ở trong hộp như này thì diện nó chưa có xu hướng mới, có thì vẫn cầm thôi, đúng không? Có thì vẫn cầm bình thường thôi. HSG này cũng vậy, cũng đang trong hộp sau những cái cây nổ lên. Đó, thì index của chúng ta ngày hôm nay khi mà xuất hiện những cái mã dạng như là FLT nó bùng nổ lên thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái dòng tiền nó vẫn luân chuyển trong thị trường nhưng nó luân chuyển một cách rất là chậm chạp và nó không đánh đồng loạt những cái mã cổ phiếu lên. Đấy, nó chỉ đánh thi thoảng nó đánh một cổ phiếu thôi, chứng khoán, bất động sản hay là thép hay là bán lẻ. Mỗi ngày gì ạ, nó lại có một cổ phiếu, đúng không ạ? Như hôm nọ dầu khí chúng ta có PVB này. Đấy, đầu tư công chúng ta có HV nhưng mà rất yếu, xịt luôn. Ngày 21 tháng 1 này. Hay là LCG của đầu tư công cũng vậy, cũng rất yếu. Cũng ngày 23 tháng 1 này là cái ngày bùng nổ nhưng mà bùng nổ thất bại. Đấy, thì nó vẫn đang ở trong trạng thái tích lũy thôi, nó không có gì xấu mà nó cũng không có gì đẹp cả. Nên là gì ạ? Anh chị có chúng ta vẫn có thể là cầm bình thường, đúng không? Không có gì xấu thì chưa phải bán. Dạng như là cổ phiếu Novaland chẳng hạn.
Đấy, Novaland chẳng hạn. Đây anh chị thấy không ạ? Bùng nổ một phiên và gì ạ? Sau đó dội lại lên 3 phiên, nhưng mà gì ạ? May quá cái thanh khoản dội lại lên của nó không lớn lắm. Đấy. Nên là về lần này anh chị vẫn có thể là mua được này. Cái này đâu đó vùng giá 16.3 đến 16.6 là vẫn có thể tiếp tục mua được Novaland. Đấy, anh chị nào muốn mua là có thể mua. Nó không xấu mà nó cũng không đẹp, chẳng qua là gì ạ? Nó vẫn đang trong một cái xu hướng là xuống sideways. Xu hướng sideways nên là gì ạ? Nên là cái việc mà nó lên cạnh trên nó bị bán xuống là chuyện rất là bình thường nha anh chị nhá. Chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều. Đấy, còn ngày hôm nay thì là một cái ngày đầu tiên sau một chuỗi tầm 2 tuần mua dòng của nước ngoài, thì hôm nay nước ngoài nó có bán dòng, thì cái điều này em đánh giá nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Đấy, hôm nay chủ yếu nó bán những cái con như SAB hay là DGC thôi. Đấy, DGC thì xu hướng xấu rồi. Đúng không? DGC thì xu hướng rất xấu, là một cái xu hướng sideways down. Đúng không? Cổ phiếu này đang là một cái xu hướng sideways down rất xấu, anh chị nào có thì chúng ta không nên giữ cổ phiếu này. Anh chị nhá, không nên đầu tư cổ phiếu này ở trong thời điểm hiện tại. Đó, đối với DGC. Đó, đang là một cái xu hướng sideways down. Thì bao giờ gì ạ? Nó thoát ra khỏi cái mẫu hình này mà nó đảo trend. Đúng không ạ? Thì mua, còn nó gãy xuống thì thôi. Đấy, gãy xuống thì thôi, bởi vì đi gần đến cuối này mà nó không có động lực tăng nữa thì bắt buộc nó sẽ phải gãy rũ thêm xuống những cái gì ạ, những cái hỗ trợ bên dưới đó, những cái hỗ trợ bên dưới. Anh chị nào cầm DGC thì đây là Vinamilk, em xin lỗi, đây DGC nó là một xu hướng xấu, cũng là một cái xu hướng gãy chen. Đấy, gãy chen đây đó, gãy chen xuống thì gì ạ, nó chắc chắn rồi nó sẽ phải dừng lại ở những cái hỗ trợ tiếp tận bên dưới cơ đó, tiếp tận bên dưới cơ. Thì gì anh chị nào có thì gì nhanh tay mà chúng ta cơ cấu đi đối với những cái mã cổ phiếu dạng như DGC. Họ nước ngoài đang bán rất rát. Thế anh chị có thấy được rằng là ngày hôm nay đây, thị trường trong 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 phiên này đánh như hình xin luôn, đúng không ạ? Sáng giảm này, trưa tăng này. Sau lại gì gần nghỉ trưa thì giảm này, sau chiều đầu giờ chiều lại tăng này, sau lại giảm này, sau lại tăng lại giảm này, đánh rất là co giật, đúng không ạ? Đây là những cái trạng thái co giật kéo xả của thị trường, nhưng rất may là thị trường của chúng ta nó chỉ điều chỉnh với một thanh khoản rất thấp. Chúng ta có thể nhìn thấy đến 1 giờ đúng không ạ, là thị trường của chúng ta nó diện nó đang phân kỳ hai đoạn rồi, nó phân kỳ hai đỉnh rồi, đây nó phân kỳ hai đỉnh rồi, giống như em bảo với anh chị, phân tích với anh chị trong ngày hôm qua đúng không ạ? Thì khả năng rất cao là nó sẽ diện nó sẽ vòng lên để nó tạo một cái đỉnh thứ ba đó, nó tạo lên một cái đỉnh thứ ba thì diện đồng thời thị trường của chúng ta nó cũng đánh lên như này. Đấy, thì đây là cái cơ hội mua đẹp cuối cùng ở trong cái giai đoạn điều chỉnh này để chúng ta lên tàu, đúng không ạ? Trước khi mà thị trường của chúng ta có những cái điều chỉnh mới, thì với một cái xu hướng ở thời điểm tại là xu hướng tăng của thị trường, xu hướng chính của thị trường là xu hướng tăng, thì cái việc mà điều chỉnh là một chuyện rất là bình thường. Chúng ta không bảo là nó sập hay là gì cả, nó chỉ là những cái pha điều chỉnh của thị trường thôi. Và thường thì trước Tết thị trường của chúng ta, trước Tết Nguyên Đán, trong những cái thống kê gần đây, đây anh chị có thể thấy được rằng là từ năm 2001 đến cho đến năm 2022 thì là đa số là thị trường của chúng ta 5 ngày trước Tết thị trường của chúng ta đều tăng rất tốt, đúng không ạ? Đều tăng rất tốt. Đấy, đa số là tăng, đúng không? Còn giảm thì cũng không quá nhiều. Đấy, thì ở thời điểm hiện tại, thứ nhất là dựa với những cái thống kê đó, thứ hai là với những cái xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, và cái thứ ba là gì ạ? Là cái thanh khoản nó thấp như này, đúng không ạ? Thì để thị trường chúng ta có một cái pha rơi mạnh thì em đánh giá là cái xác suất nó xảy ra là không cao, mà chúng ta diện chỉ có những cái pha điều chỉnh thôi, đúng không ạ? Điều chỉnh thôi để thị trường tiếp tục có thể chinh phục những cái vùng cản ở bên trên đó. Đấy là về thị trường anh chị nhá, hiện tại là vẫn điều chỉnh 4 phiên nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát, và các cổ phiếu đều về để mua, đúng không ạ? Các cổ phiếu đều về để mua của chúng ta thì đã mua rồi, và là một cái, em đánh giá là một cái phiên mua khá là đẹp, đúng không ạ? Phiên mua khá là đẹp. Và đến với các nhóm ngành thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sang đến nhóm chứng khoán, thì hôm nay vẫn chưa có gì nổi bật quá cả. Biết ai hôm trước tăng mạnh vẫn đang đi ngang giống Nam Kim Hoa Sen, đúng không ạ? Dòng tiền chưa vào đánh vẫn đang đi ngang, có thì vẫn có thể là giữ được. Và HCM đúng không, là một cổ phiếu nó cũng khá là mạnh. Đấy, tích lũy bật lên ngày hôm nay dừng chân với thanh khoản nhỏ vẫn có thể cầm được, đúng không ạ? Trạng thái vẫn ok. Hay là những con như AGR nhỏ thì vẫn đi ngang này, VIX này vẫn thế này, vẫn đi ngang này. Đấy, tốt nhất là gì ạ? Như hôm qua em bảo rồi, anh chị cầm thì anh chị có thể là ngồi im, đúng không ạ? Ngồi im, hoặc là anh chị không nên mua vào. Nếu mà anh chị chúng ta đánh theo kiểu lướt T cộng mà muốn kiếm lợi nhuận ngay thì những con gì ạ, những cái con mà nó đi ngang như này chúng ta không nên mua vào để chúng ta đặt cược anh chị nhá. Chúng ta không nên mua vào để chúng ta đặt cược, sẽ rất mất thời gian mà chỉ có tốn phí thôi. Mà anh chị cũng đừng nghe là hô hào sóng này sóng kia, bởi vì chỉ có gì ạ, có khi tạo sóng chúng ta mới gì ạ, chúng ta mới biết là có sóng thôi. Đấy, tạo sóng mới biết có sóng thôi. Còn cứ cứ buổi sáng mà gì ạ, cổ phiếu nó lên một tí thôi bắt đầu hô là ôi bật rồi như này thế kia, nhưng mà thực ra là thanh khoản nó không đủ.
Đấy, thanh khoản nó vào nó không đủ và buổi chiều chắc chắn là nó sẽ bị bán ngược trở lại. Đấy, cái vùng sideway nó là như vậy, đánh cực kỳ là khó chịu. Trừ khi những cái cổ có biên dạng như Nam Kim này, lên biên trên bán xuống biên dưới mua. Đúng không? Còn những cái cổ mà nó đã diện nó thiết rất chặt như này rồi thì có thì giữ, đúng không? Có thì giữ mà mua thì cũng không gì ạ, cũng không quá là nguy hiểm, nhưng mà cái tính chất đặt cược nó cao và nó bị gì ạ, bị chôn vốn. Đấy, chứng khoán thì không có gì khác cả, đúng không? Bất động sản ngày hôm nay thì gì ạ, chỉ có con NTL này là nó có cái thông tin lợi nhuận thôi, còn đâu thì đa số là vẫn vận động rất là gì ạ, bình thường, dạng như DIG này đi ngang siết chặt lắm rồi này, đúng không ạ? Thì khả năng sắp tới nó sẽ bật lên biên trên, anh chị nào có thì gì ạ, vẫn có thể giữ được hoặc là mua đích ở đây cũng không vấn đề gì, ok. Hoặc là diện đất xanh cũng thế, cũng siết von khá là nhỏ rồi, nhưng mà em đánh giá con DIG cao hơn anh chị nhá. DIG cao hơn bởi vì diện nó lên cạnh, nó đang là cái diện cái song song hướng lên, gọi nó sẽ khỏe hơn là những cái con mà nó đi ngang đấy. Khang Điền diện sau những cái phiên bật điều chỉnh lại ngày hôm nay cũng diện hồi phục kỹ thuật và có thể là lên biên trên này đấy. Còn hiện tại là diện những cổ phiếu nó đánh theo biên thôi, nó không có gì là đặc biệt cả, nó không có sóng mới. PDR này cũng vậy này. Đấy, đang ở diện vẫn đang trong những cái vùng biên của nó, chưa có gì đặc biệt cả. Đấy, đánh những cái con này cực kỳ khó chịu. Em đã gì ạ? Em đã phân tích suốt con này từ cái đợt mà diện nó bật lên như này. Đấy, đến hôm nay trạng thái nó vẫn không thay đổi. Đấy thì anh chị có thể thấy được rằng là nếu anh chị mua ở cái phiên bật đấy thì đến cái ngày hôm nay chúng ta gì ạ? Chúng ta vẫn hòa vốn không? Đấy, chúng ta chôn một tuần ở những cái mã cổ phiếu này thì gì ạ? Không khác gì là gì ạ? Chúng ta cống tiền và chúng ta mất phí giao dịch một cách vô nghĩa cho công ty chứng khoán. Đấy, nên là những cái con sideway này bao giờ có sóng thì mới đánh. Những con này em đặc biệt là bao giờ có sóng em mới đánh. Đấy, còn cứ sideway này thì em sẽ không vào. Đấy, hôm nay có con CSV là cũng báo anh chị là cái vùng giá là 40 gì ạ? 49 à 48.8, nhưng mà nó về đến đúng gì ạ? Nó về đến đúng 49.1 nó bật lên. Đó. Thì rất là tiếc với con CSV này, còn con gì con TVB này. Đấy, con TVB này ngày mai mà nó điều chỉnh tiếp thì cũng có thể là báo anh chị vào con này để chúng ta đánh T cộng được. Đấy, còn chủ đạo là vẫn vậy, những cái mã cổ phiếu ngân hàng như MB hay CTG, đợi nó giật đỉnh 2 rồi bán, đúng không? Đợi nó giật đỉnh 2 rồi bán. Hoặc là gì ạ, TP Bank này, hoặc là SHB chúng ta vẫn cầm, đúng không? SHB chúng ta mua cây này, chúng ta mua cây đỏ này 17 tháng 1 này, hiện tại vẫn đang cầm, đang lãi đấy, và nó cũng đang diện nó đang tích lũy rất là chặt rồi, đúng không? Nó tích lũy khá là chặt rồi, thanh khoản nó cũng nhỏ đi rồi và nó cũng đang trong những cái mẫu hình thu hẹp biến động rồi, thì gì ạ, cứ cầm thôi, không vấn đề gì cả. Thép này, Nam Kim Hoa Sen có vẫn cầm, đúng không? Có thể mua được, nó đi ngang siết vô nhỏ này thì có thể mua được. Đấy, nhưng mà diện cái nguyên tắc của em ấy là trên cản này không bao giờ mua, trên cản không bao giờ mua. Còn nó đi ngang nó siết nền như này rồi thì anh chị mua kiểu thăm dò được thôi, chứ còn trên cản này không bao giờ mua đối với Hoa Sen hay là Nam Kim ở thời điểm hiện tại. Bao giờ nó chạy thật mạnh thì mua, còn nó chạy một hai phiên chưa diện chưa mua. Đó, HPG cũng thế. Đây, ngày hôm nay toàn những cái cây nến teo top này, điều chỉnh này, von thấp dần này, có vẫn có thể là cầm tiếp được, không vấn đề gì. Đấy, thanh khoản yếu như thế này thì đánh những con siêu nặng đánh làm sao được, đúng không anh chị? Những con mà nó siêu to khổng lồ dạng con này với con SSI thì đánh làm sao được, mà trong khi đó dòng tiền thì nó vẫn đang ở ngân hàng, nó chả luân phiên đến quá nhiều mà nó chỉ phân luân phiên đến một số cổ phiếu thôi thì rất khó để đánh. Đấy, dầu khí này được phiên này. Đấy, được phiên ngày 23 tháng 1 bật cùng đầu tư công này, nhưng sau vẫn xịt. Đấy, rất là khó đánh ở đợt này, nên là em chỉ có khuyến nghị những cái nhóm nào có tiền thôi, như là nhóm ngân hàng có tiền thì mới đánh, còn không thì những nhóm khác không có tiền thì không đánh anh chị nhá. Ok, thì đấy là nhìn chung là về tổng quan các nhóm ngành là nó có cái sự luân phiên, nhưng mà luân phiên không nhiều, chỉ một vài cổ phiếu riêng lẻ đó. Và thị trường thì gì ạ? Em đánh giá vẫn đang trong một cái xu hướng tốt, chỉ là điều chỉnh trên một xu hướng tăng, đúng không? Chỉ là điều chỉnh trên một xu hướng tăng và gì ạ? Nó cũng đã có 4 phiên điều chỉnh và thanh khoản thấp dần rồi, thì ngày mai đúng không ạ, có thể là gì ạ, sẽ là một cái phiên mà nó hồi phục, nó rút chân mạnh hơn nhá, và nó tăng về đến cái đỉnh cũ. Thì khi mà thị trường tăng về đến đỉnh cũ này, chúng ta lại diện chúng ta lại chốt lời đấy và đợi thị trường điều chỉnh để chúng ta mua tiếp đó. Thì đấy là cái ngày hôm nay là một cái điểm mua để ăn giật đỉnh hai của thị trường, và em kỳ vọng là thị trường sẽ giật lên đỉnh hai còn cao đỉnh một, tức là giật một phát lên 1.200 luôn, đúng không ạ, vượt đỉnh luôn. Đấy, lúc đấy chúng ta sẽ bán những cái hàng lướt sóng ra. Đấy, như anh chị bảo bây giờ lại cứ mua ra bán vào hay là mua những cái mã cổ phiếu cao làm gì, bởi vì bây giờ cổ phiếu nó tăng cao rồi, nó tăng mạnh rồi thì mới là gì, mới biểu hiện của dòng tiền đi, tiền ở đâu chúng ta ở đấy, gọi chúng ta đánh vào những cái nhóm mà không có tiền làm cái gì, đúng không ạ?
Ok, thì đấy là những cái nhận định của em về thị trường ngày hôm nay. Thực ra là mấy hôm nay nó thị trường nó vận động nó chả có gì khác biệt cả, nên là cũng không nhận định được cho anh chị quá nhiều, chỉ là chúng ta tìm những cái điểm mua ở những cái mã cổ phiếu nó có dòng tiền ở trong đấy thôi. Còn đâu là diện những cái cổ khác bao giờ có sóng thì chúng ta vào anh chị nhá. Ok, thì xin chào và tạm biệt anh chị. Bye bye.